Đỗ Dũng xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Đức Giáo Hoàng Francis thăm chính thức Nam Hàn. Ngoại trưởng Kerry nói về chính sách của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Và bạo động tiếp diễn ở khu ngoại ô St. Louis. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Giáo Hoàng Francis hôm thứ Năm bước xuống phi trường sông Nam, Nam Hàn, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức bán đảo này, đồng thời tham dự Ngày Giới Trẻ Công Giáo châu Á. Đây là lần đầu tiên một Đức Giáo Hoàng đến bán đảo Triều Tiên trong 25 năm và là lần đầu tiên vị chủ tranh Giáo hội Công giáo toàn cầu đến châu Á kể từ năm 1999. Nữ Tổng thống Park Chung-hee của Nam Hàn đã ra tận chân cầu thang máy bay đón Đức Giáo Hoàng. Tại đây, Đức Giáo Hoàng Francis được chào đón bằng 21 phát đại bác. Trong những ngày lưu lại Nam Hàn, Đức Giáo Hoàng sẽ phong thánh cho 124 người Nam Hàn tử vị đạo. Ngoài ra, nhân dịp này, người đứng đầu Vatican sẽ khuyến khích người dân Nam Hàn gia nhập vào một giáo hội đang phát triển mạnh mẽ ở đất nước này. Đức Giáo Hoàng Francis cũng sẽ đưa ra thông điệp kêu gọi hòa bình giữa hai miền Nam Bắc trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Bắc Hàn đã bắn thử 3 quả hỏa tiễn ra vùng biển phía đông chỉ một giờ trước khi chiếc máy bay của hãng hàng không Antalya đáp xuống. Trước khi đáp xuống Nam Hàn, máy bay chở Đức Giáo Hoàng lần đầu tiên được phép bay qua không phận Trung Quốc. Trước đây, Bắc Kinh không bao giờ cho phép máy bay của Vatican bay qua lãnh thổ của Trung Quốc và cho đến nay chưa có quan hệ ngoại giao với giáo hội này. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng John Kerry đọc một bài diễn văn tại trung tâm Đông Tây Honolulu, Hawaii, lập lại quan điểm của Hoa Kỳ là không đứng về phe nào trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở cả khu vực Biển Hoa Đông hay Biển Đông. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn coi trọng vấn đề được giải quyết thế nào. Dịp này, ông lập lại một điều từng được các viên chức Mỹ từ hành pháp tới lập pháp tuyên bố nhiều lần. Đó là Hoa Kỳ cực lực chống lại hành vi đe dọa, khiêu khích hay dùng võ lực của nước lớn hiếp đáp các nước nhỏ. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Kerry cho hay một mối quan hệ xây dựng giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc là chìa khóa cho sự ổn định của khu vực. Hoa Kỳ muốn tránh cái bẫy đối địch chiến lược và thay vào đó chú trọng dàn xếp các bất đồng một cách xây dựng, một cách cụ thể, chứ không phải là những lời nói suông. Trong bài diễn văn tại trung tâm Đông Tây, Ngoại trưởng Kerry cũng lập lại quan điểm của Hoa Kỳ là hậu thuẫn cho cải thiện nhân quyền ở khu vực Á Châu. Tại cuộc họp ASEAN và các đối tác trên diễn đàn khu vực AIF, Trung Quốc vẫn giữ lập trường cứng rắn và coi khu vực Biển Đông như ao nhà của họ, bất chấp luật lệ và các công ước quốc tế mà họ từng đặt bút ký kết. Một viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tháp tùng Ngoại trưởng Kerry trong chuyến công du cho hay, lực lượng Mỹ sẽ theo dõi tình hình Biển Đông tại các khu vực tranh chấp. Cảnh sát ở thành phố Ferguson, khu vực ngoại ô St. Louis đêm thứ Tư phải dùng đến lựu đạn cay và lựu đạn khói để giải tán đám đông bạo động sau khi xảy ra vụ bắn chết Michael Brown, một thiếu niên da đen 18 tuổi hồi cuối tuần qua. Trước đó, cảnh sát trưởng thành phố cho hay, duy trì tốt đẹp mối quan hệ chủng tộc hiện là ưu tiên hàng đầu ở đây, nơi một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen. Giới hữu trách hứa sẽ vượt qua mọi cản trở về chủng tộc, kinh tế hay sự chia rẽ đã có từ lâu nay trong cộng đồng này để tìm ra sự thật. Cảnh sát Ferguson và từ các nơi lân cận trang bị phương tiện chống bạo động trong 3 đêm liền đã đụng độ với người biểu tình. Vào tối ngày thứ Tư, tình hình căng thẳng hơn và cảnh sát phải sử dụng cả lựu đạn khói để chống lại bom xăng, gạch đá và đủ mọi thứ khác ném từ đám đông hỗn loạn. Có hai phóng viên của tờ Washington Post và Huffington Post bị tạm giữ trong một thời gian ngắn sau khi không nhanh chóng rời khỏi một tiệm McDonald's theo lệnh của cảnh sát vì ở gần nơi biểu tình. Tờ báo địa phương St. Louis Post-Dispatch cho hay có 10 người bị bắt giữ, kể cả một nghị viên thành phố St. Louis, ông Antonio French. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Barack Obama hiện đang đi nghỉ mát ở đảo Martha's Vineyard, ngoài khơi Massachusetts, đã được Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và Cố vấn Valerie Jarrett báo cáo về vụ này vào tối ngày thứ Tư. Sáng thứ Năm, Tổng thống Obama đã đọc một bài diễn văn nói về tình hình ở Ferguson và nói cảnh sát phản ứng quá mức là không thể chấp nhận được. Dân chúng thành phố Ferguson than phiền về sự hiện diện đầy đe dọa của cảnh sát với cả chó dữ nhằm kiểm soát đám đông. Một điều làm nhiều người nhớ lại sự đàn áp thời tranh đấu chống kỳ thị màu da mấy chục năm trước đây. Cảnh sát quận St. Louis, theo yêu cầu của giới chức thành phố Ferguson, đang nhận trách nhiệm kiểm soát, an ninh trật tự cũng như cuộc điều tra về vụ nổ súng. Thành phố Ferguson có khoảng 21.000 dân với 70% là da đen, nhưng chỉ có 3 trong số 53 nhân viên cảnh sát là người da đen. Thống đốc tiểu bang Missouri, ông Jay Nixon cho hay, tình hình trở nên tồi tệ hơn ở Ferguson và cho biết sẽ đến thị sát vào ngày thứ Năm. Ông kêu gọi dân chúng bình tĩnh và kiên nhẫn trong khi cuộc điều tra đang tiến hành, đồng thời cũng kêu gọi các cơ quan công lực hãy duy trì sự yên ổn và tôn trọng quyền của dân chúng cũng như giới truyền thông. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh.
Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.